Anh em đang được nghe với cái cấu hình trị giá 38 triệu anh em nhé. Đồng bộ của lưới Gautic sử dụng một súp 40 TVK15S và một cặp loa full 30 TVK12. Bạn 30 cái cặp TVK12 đã giới thiệu rất là nhiều rồi, chất âm quá tuyệt vời. Đó, súp 40 anh em nhé. Full 30, súp 40 quá là hợp đúng không ạ? Còn anh em có điều kiện anh em có thể lên súp 50. Rồi còn bung nóc hơn anh em nhé. Đó, tiếng còn sâu hơn. Nhưng mà với cấu hình này 38 triệu anh em chỉ ghép súp 40 thôi anh em nhé. Anh em nghe qua cái chất âm rất là nảy, chi tiết, sạch sẽ. Đó, đi vào với cấu hình. Cấu hình này em sử dụng đẩy Class D anh em nhé. Class D siêu gọn nhẹ. Cục này chỉ hơn 30cm thôi anh em nhé. Hơn 30cm thôi. Đó, và công suất của nó 900W một cây anh em nhé. Nó nặng chỉ 20kg thôi anh em nhé. Class D. Nhưng mà anh em lưu ý, nó vẫn sử dụng nguồn biến áp xuyến anh em nhé. Vẫn sử dụng biến áp xuyến. Đó. Đó, cái biến áp xuyến ở đây. Và với cục đẩy này thì ra công suất là 900W một cây anh em nhé. 900W một cây. Đó, 900W một cây. Mỗi cây là 900W ở 8 ohm. 1300W ở chế độ 4 ohm anh em nhé. Thì mỗi kênh này đánh tốt một cặp loa bát 30. Và đây thì em chỉ ghép một chiếc bát 30 thôi, quá dư thừa đúng không ạ? Hai kênh này anh em có thể chập vào đánh một quả súp 40, 50 nếu mà phòng anh em rộng. Nhưng với cái phòng của em hẹp thì em chỉ cần dùng một kênh đánh một quả súp 40 là ok anh em nhé. Đó. Con đẩy này hiện tại đang giá là 9 triệu rưỡi anh em nhé. 9 triệu 500 nghìn đồng bao ship cho tất cả anh em. Một chiếc lọc nguồn không phải thiếu, P9 giá 1 triệu 7 anh em nhé. Có lọc nguồn, có automat bảo vệ, có các giờ le đóng cắt từng kênh. Đó, giá 1 triệu 7. Và con vang D5. Con vang D5 không còn xa lạ gì với anh em rồi. Sẽ cài cho anh em là 4 chế độ. Đó, con này được bảo hành 3 năm anh em nhé. D5. Đó, auto vol, có thể chạy được điện yếu anh em nhé. Đó, chất âm rất là hay, tiếng vợt cực kỳ đẹp. Và cuối cùng là bộ mic BS800 của lợi Gautic. Bộ mic này thì coi nó bằng neo luôn anh em nhá. Đây cho anh em xem cái coi. Đó, coi neo, giá của nó là 3 triệu 8 anh em nhá. Đó, coi nó bằng neo. Nó rất là hút mic anh em nhá. Cực kỳ hút mic. Riêng cái dòng mic này thì nó cực kỳ hút mic luôn anh em nhá. Nên tí nữa em sẽ hát. Một chút nữa sẽ hát cho anh em cùng nghe. Đó, để anh em nghe cái chất âm của nó anh em nhá. Đó, rất là bắt mic. Tiếng mic rất là hay, ấm áp, sâu chắc anh em nhá. Đó, và không để anh em chờ lâu, sẽ hát thử cho anh em cùng nghe với cái bộ mic này và với cái bộ dàn này trị giá 38 triệu anh em nhé. Loa TVK12, tiếng chép rất là hay anh em nhé, rất là nảy đúng không ạ? Ok anh em, mời anh em cùng đeo tai nghe anh em nhé. 1, 2, 5, 6. Anh em đang nghe trực tiếp với một cái bộ cấu hình trị giá 38 triệu anh em nhé. Đồng bộ loa này, súp này và dàn máy của LX Autic hết anh em nhé. Anh em thử nghe qua tiếng mic. Em để viện nha, hơi nhiều một chút, nhưng nó rất dễ hát anh em nhé, rất linh tiếng. Mời anh em cùng đeo tai nghe. 6, 7, 8, 9. Rất hay đúng không? Sương mù vì mình yêu trong tâm sao được.
tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi bên nhau. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.